Ok, chào chúng ta sẽ đến với đối thủ Georgia 2052. Ok, mình lên tượng. Nhập đi. Ta sẽ đây mình lên hậu để thông ngoài xe. Tượng này sẽ lùi về đưa mã lên. Đẩy tốt hai nước. Okay, như vậy mình hơn được một tốt này rồi. Cậu ăn lên. Ra đây thì sẽ mất. Ra đấy thì sống. Lên mã. Đẩy lên mình sẽ đưa vào đây. Lên tượng. À, đột luôn ra đấy, chẳng lẽ muốn đột nốt. Nó đột nốt thật. Ok, đổi nốt. Chịu mất xe này. Chịu thua. Chúng ta đến thử anh. Ok. Thắng món này mình sẽ được cộng 5 và thua trừ 11. Thua trừ 11 thế là vừa tròn 2000. Hòa bị trừ 3. Okay, món này mình sẽ chơi chắc để hòa. Giờ mình sẽ lên tượng, lên hậu, nhập thành. Chúng ta xem đen sẽ đánh thế nào. Chắc gặp đối thủ hơn 2000 rồi nên anh hơi cóng. Đùa. Về. Lên mã đấy.
Ghim. Lên tốt, cũng lên tốt. Ra đấy. Bây giờ mình ăn đây, tượng ăn, hậu ăn, xe ăn, tượng ăn đây, tốt, ăn ở đây, chả có lợi thế gì cả. Về tượng, ra xe, ok, cũng ra xe. Về mã rồi. Ra xe. Giờ xem đen có đấu không, lên hậu tấn công tốt này. Rồi hơn tốt rồi. Hơn hai tốt. Ra đấy. Đổi xe. Mình đã hơn hai tốt, bây giờ mình sẽ đổi quân xuống hậu đây. Xem đen chạy hậu đi đâu. Nếu đen đổi thì khả năng thua rất cao vì thiệt hai tốt. Cờ tàn thiệt hai tốt thì khó mà hòa được. Lên hậu chạy thôi. Chiếu thì mình sẽ lên vua. Lên trước đi cho đỡ phải chiếu.
bí đen bí, chúng ta thấy là đen không biết phải đánh thế nào. Bí mà không có tốt mà gì. À có tốt. Vẫn có tốt, vẫn có tốt. Thế thì mình sẽ bắt mã. Chạy mã rồi đấy. Chết rồi, nhầm rồi. Tương ăn đây, hậu ăn sang thì mình sẽ mất tượng này. Đánh kiểu đấy à? Nước nào đổi được không? Chiều đây lên đây, chiều đây lên đây, bình tĩnh xem nào. Để xem bây giờ rồi. Ván này mất tượng phí quá. May mà vẫn thắng. Đây là 15, 13 giây. Chiếu đấy. Chiếu. Lớn sơn hết cơ bây giờ. Sao chiều đây? Chắc không kịp. Thoát chết trong gang tấc.